Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong một clip của ngày 29 tháng 5 năm 2020. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin test những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn. Vâng, đây là những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn trong ngày hôm nay. Vậy cửa hàng cũng thông báo gửi đến quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc có những sản phẩm gì đã có chủ và những sản phẩm gì hiện còn bên cửa hàng, để quý vị và các bạn có thể theo dõi kênh hàng ngày được biết và lựa chọn các thiết bị mà bên cửa hàng vẫn còn. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm và phối ghép tất cả các sản phẩm audio, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, sản phẩm thứ nhất được vị khách hàng đến từ Hà Nội, anh đã lựa chọn là một chiếc đầu Tupper Deck có mã là GXC730D. Vâng, mới về trong buổi tối ngày hôm qua thì anh đã liên hệ để đặt hàng, cùng với anh đặt 4 cuốn băng đài có giá là 300.000 một cuốn, trong đó thì có một cuốn là 250.000. Vâng, sản phẩm thì anh cũng đã liên hệ với cửa hàng ngay sau khi clip được đăng tải lên kênh của mình. Vâng, với yêu cầu của anh khách hàng thì anh có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Anh đã lựa chọn chiếc đầu 730D và anh có nhờ cửa hàng là làm luôn hồi gỗ cho anh. Vâng, sau clip này thì cửa hàng sẽ đóng gói để gửi sản phẩm đi để làm hồi gỗ cho anh nhé. Sản phẩm tiếp theo là của vị khách hàng đến từ Nhân Trạch, Đồng Nai. Anh khách hàng thì đã liên hệ với cửa hàng đặt 3 chiếc đĩa than mới về trong buổi tối ngày hôm qua. Như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy phía bên tay phải của cửa hàng đang quay clip đây, cùng với đó là một chiếc nâu đĩa than. Vâng, anh thì là những vị khách hàng quá thân quen với cửa hàng rồi. Vâng, và cửa hàng sẽ đọc từng danh sách của những vị khách hàng đã chốt đơn trong ngày hôm nay và những sản phẩm gì được những vị khách hàng nào chốt đơn, quý vị và các bạn có thể biết dễ dàng hơn. Vâng, vị khách hàng thứ nhất là xin gửi anh Quế. Anh có địa chỉ phố Hoa Nông, số nhà 8, ngách 51/6, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Anh đặt một chiếc đầu Tupper Deck 730D cùng với 4 cuốn băng đài. Trong đó thì 3 cuốn băng hoài niệm 123. Giá 300.000. Cộng với đó là anh lựa chọn một cuốn Thanh Tuyền 2. Giá 250.000. Vâng, anh cũng đã chuyển khoản đặt cọc với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rồi. Và chiếc đầu này thì còn quá mới và đẹp luôn nhé. Vâng, cửa hàng cũng không cắm điện để quý vị và các bạn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của những chiếc đèn hu nữa. Tiếp theo thì xin gửi vị khách hàng có địa chỉ tại công ty Hùng Quang Minh, 18A, tổ 20, khu Phước Kiển, thị trấn Hiệp Phước, Nhân Trạch, Đồng Nai. Anh đặt 3 chiếc đĩa than. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh đã liên hệ để đặt 3 chiếc đĩa than cùng với một chiếc lau đĩa than. Vâng, một cuốn là chiếc đĩa là Tình Khúc Anh Bằng và Thái Thanh, Tình Khúc Phạm Duy và Hoa Xoan Bên Thềm Cũ. Vâng, ba chiếc đĩa mà anh đã lựa chọn đây nhé. Tiếp theo, vị khách hàng có địa chỉ tại thành phố Hải Dương. Anh có địa chỉ tại công ty nhà máy nước sạch Thành Đạt, Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương. Anh đặt một chiếc đầu Tupper Deck 709 mới về trong buổi tối ngày hôm qua. Vâng, chiếc đầu thì đã có kèm hồi gỗ luôn rồi nhé. Anh hôm trước thì cũng đã lựa chọn một chiếc, cửa hàng không nhớ mã số, nhưng ngày hôm nay thì anh lựa chọn tiếp hai sản phẩm, một chiếc đầu Tupper Deck 709D và anh có lựa chọn thêm là một chiếc kèn đồng nguyên thùng hộp, mức tiền hợp lý. Vâng, hai sản phẩm của anh thì đóng là 3 kiện, kèn đồng là 2 kiện rồi. Tiếp theo, vị khách hàng có địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa. Anh có địa chỉ tại công ty gạch men cao cấp Vikenda, khu Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa. Anh đặt một bộ tai nghe của Mỹ có kèm theo, hôm cửa hàng thông báo hàng về là
cùng với chiếc đầu 635D, nhưng cửa hàng sẽ bóc tách để sản phẩm này gửi cho anh. Bởi vì những vị khách hàng chưa mua chiếc đầu 635D nguyên thùng mà đầy đủ phụ kiện thì cửa hàng sẽ gửi cho anh luôn một bộ tai nghe này nhé. Tiếp theo xin gửi vị khách hàng là chị Nhâm. Chị có địa chỉ tại số 1 ngõ 11 phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương. Chị đã liên hệ với cửa hàng để đặt sản phẩm một chiếc đài Toshiba mặt quỷ mới về trong buổi tối ngày hôm qua, còn rất mới và đẹp luôn. Vâng, mã của sản phẩm là một chiếc đầu Toshiba mặt quỷ đời cao cấp nhất, mang mã số 2880. Vâng, là đàn anh của những chiếc 2800. Vâng, chiếc này là 2880, là đời cao cấp nhất và còn rất mới và đẹp nhé. Vâng, đây là những sản phẩm có giá trị sưu tầm lớn nên cửa hàng cũng phải lựa chọn những sản phẩm rất là kỹ và sản phẩm còn chạy hoàn hảo và ok hết. Tiếp theo xin gửi anh Nguyễn Văn Thục. Anh có địa chỉ tại số 9 Linh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Anh đặt 3 chiếc đĩa than như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Thái Thanh, Phạm Duy cùng với một chiếc Hoàng Oanh, một chiếc Duy Khánh tuyệt phẩm 1. Vâng, những sản phẩm này thì cửa hàng cũng thông báo ngày hôm qua có giá tiền rất là hợp lý, với những chiếc đĩa có giá là trên 1 triệu, có những chiếc thì dưới 1 triệu, bên cửa hàng vẫn có đầy đủ để cung cấp theo nhu cầu của quý khách hàng. Vâng, tiếp theo thì trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây là 3 chiếc bật lửa của hãng Zippo, đều đến từ đất nước Mỹ, USA. Vâng, đây là những sản phẩm mà đã được những vị khách hàng chốt trong buổi trưa ngày hôm nay khi cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh có đăng lên trang Zalo riêng của mình, có 6-7 chiếc gì đó, 6 chiếc thì đã có được những chiếc mà những vị khách hàng đã chốt đơn trong ngày hôm nay. Thì có 3 chiếc thì được 2 vị khách hàng chốt đơn luôn trong clip, trong khi cửa hàng đăng tải lên trang Zalo riêng của mình. Và còn những chiếc thì trong buổi tối ngày hôm nay cửa hàng sẽ làm clip đăng lên kênh. Quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu những sản phẩm này thì cửa hàng sẽ nhường phần cho quý khách hàng. Đây là những bộ sưu tập mà cửa hàng vẫn sưu tập hàng ngày. Quý vị và các bạn có thích những sản phẩm như vậy thì cửa hàng sẽ nhường phần cho những vị khách hàng có được chơi các thiết bị mà quý khách hàng có thể ưng ý. Vâng, chiếc này thì cũng còn rất là mới này. Vâng, còn rất là mới và đẹp luôn. Vâng, 2 chiếc này thì được vị khách hàng đến từ Hải Phòng. Anh cũng là những vị khách hàng rất quen thuộc với cửa hàng rồi. Và chiếc này thì không còn hộp, như cửa hàng sẽ tặng các khách hàng một chiếc bao da để đựng phía bên ngoài đây. Vâng, chiếc này thì được các khách hàng đến từ Hà Nội đã lựa chọn này. Vâng, một chiếc Zippo không có hộp là xin gửi chị Hà. Chị có địa chỉ số nhà 39 ngõ 397 đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Anh cũng đã chỉ đã chuyển khoản hết cho cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh rồi. Và xin gửi vị khách hàng có địa chỉ tại Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng, 2 chiếc Zippo nguyên hộp. Vâng, và vị khách hàng cuối cùng trong clip này, Âm Thanh Nữ Hạnh xin gửi anh khách hàng có địa chỉ nhà hàng Sơn Thảo, phố Hồ, thị trấn Hồ, số 7, ngõ 189, Thuận Thành, Bắc Linh. Anh liên hệ với cửa hàng trong
Ngày hôm nay anh lựa chọn một chiếc đĩa, xin lỗi, một cuốn băng Akai Tuấn Vũ chọn lọc và một chiếc xương rời bên ngoài. Vâng, vậy những sản phẩm như trên cửa hàng cũng đã thông báo trên kênh để quý vị và các bạn có thể biết thêm thông tin chi tiết về những sản phẩm gì đã có chủ. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại. Cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh vẫn đăng hàng ngày. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.